Watermark, góc nhìn mới của sự sang trọng. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho Hà Nội nhiều thắng cảnh đẹp, trong đó có Hồ Tây thơ mộng đã đi vào ký ức, kỷ niệm lắng sâu của biết bao người yêu Hà Nội. Còn gì tuyệt vời hơn mỗi khi ngắm bình minh và hoàng hôn bên Hồ Tây quyến rũ và hít thở không khí trong lành. Nơi đây, gần 5.000 năm trước, vị vua huyền thoại Lạc Long Quân đã đánh đuổi yêu tinh cáo chín đuôi để đem lại cuộc sống bình yên cho dân lành. Từ đó, Hồ Tây trở thành một đại long mạch của thủ đô, một vị trí có phong thủy chắc tuyệt, một môi trường sống tốt, đem lại sức khỏe, giàu có, cùng sự thăng quan tiến chức và gia đình hạnh phúc cho mọi người. Sở hữu tầm nhìn cực kỳ bát ngát, thoáng đãng với 500 hectare mặt hồ, Watermark đã trở thành một công trình kiến trúc đặc sắc, tiêu biểu bên bờ Hồ Tây, như một cánh buồm tiên phong cho cuộc sống đương đại, cuộc sống đầy sang trọng và viên mãn với những giá trị kinh tế, văn hóa. Là tòa nhà chung cư cao cấp, có vị trí đắc địa, nằm trong quy hoạch tổng thể thuộc khu vực Tây Hồ Tây, một quy hoạch tầm cỡ mang tính chiến lược của Hà Nội, nhằm hướng đến tương lai, sánh vai với các thủ đô hàng đầu trên thế giới. Watermark được tận hưởng một nền giao thông tiên tiến, hiện đại trong tương quan đường xá khoa học, kết nối thuận lợi với khu trung tâm hành chính quận, nhà hát Thăng Long, cầu Nhật Tân, sân bay Nội Bài và chỉ cách trung tâm thủ đô 6 km. Watermark không những đem lại không gian sống tuyệt vời, hòa mình vào thiên nhiên, đặc biệt thiết kế tòa nhà do Aedas thiết kế đã đoạt giải thưởng thiết kế ấn tượng của International Property Awards năm 2011, khơi dậy cảm hứng từ những ngọn sóng lung linh trên mặt nước Hồ Tây. Watermark được ví như một cánh buồm đang căng mình vươn ra xa, hòa vào vẻ đẹp tuyệt mỹ của Hồ Tây thơ mộng. Khu vực sảnh chính cao 8 mét được thiết kế hoàn hảo với không gian mở ấn tượng và phóng khoáng. Với phong cách nội thất hiện đại, Watermark đem lại không gian sống thoáng đãng với nhiều tiện ích cao cấp, hồ bơi rộng rãi và sang trọng, phòng tập thể thao đa năng, các tiện ích đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi cư dân. Không gian sống bên trong các căn hộ được thiết kế với tiện nghi cao cấp nhất, đem lại không gian sang trọng, ấm cúng. Từ ban công, các căn hộ có thể quan sát được trọn vẹn toàn cảnh Hồ Tây thơ mộng, từ trên cao hay cả một quy hoạch Tây Hồ Tây mang tầm cỡ quốc gia, khiến cho nhiều vị chủ nhân căn hộ Watermark vô cùng tự hào về ngôi nhà của mình.